Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bố đang có mặt tại khu đô thị Đại Phú Gia thuộc địa bàn của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngày hôm nay Bố sẽ đến bên Nhân Lý. Bố sẽ ghé trịnh xá Cập Hòa. Bố sẽ quay lại ngôi trịnh xá này. Bố gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip và đăng ký kênh cho Bố nha. Một lần nữa Bố cảm ơn cả nhà. Bố chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Hiện tại Bố đang có mặt tại xã đảo Nhân Lý. Còn đây là bãi giữ xe khu du lịch Eo Gió nha, thuộc địa bàn của Nhân Lý, tỉnh Bình Định. Ngày hôm nay thì Bố sẽ vào bên trong một ngôi chùa. Bố sẽ quay lại toàn cảnh ngôi chùa này. Bố gửi đến cho cả nhà xem bên trong có những gì nha. Đường vào trong thì Bố thấy cũng chùa cũng đang xây dựng nha. Quạt tư thì cũng ngổn ngang. Trong chùa thì cũng có rất là nhiều người đến đây cũng thăm chùa và viếng chùa nha. Hiện tại công nhân cũng đang đắp những cái tượng voi á. Voi rất đẹp luôn. Còn đây là có một cái đường đi nè. Đi vào chánh điện chùa nè. Có một cái nhà có 3 mái nha. Được thiết kế rất là đẹp luôn. Trong khuôn viên chùa thì Bố có thấy rất là nhiều những tượng Phật nè. Cũng như những tượng Phật này thì được tạc lên đá nghiêng khối nè. Được đặt trong những cái bồn hoa rất là đẹp luôn. Đa số trong kiến trúc trong ngôi chùa này thì được xây bằng đá tổ ong nha. Một loại đá rất là đẹp. Còn đây là hai tượng hai chú sư tử, công nhân cũng đang hoàn thiện nè. Còn đây là mặt trước chính điện của trịnh xá Nhật Hòa nè. Được thiết kế và trang trí rất là đẹp. Hai bên thì đặt hai dãy tượng La Hán nha. Được tọa lạc dưới những gốc cây bonsai. Cách tỉa rất là đẹp luôn. Còn ngôi chánh điện này thì được thiết kế cũng rất là màu mè nha. Rất đẹp. Bên trong thì Bố thấy cũng rất là nhiều những bức tượng được sơn son thiếp vàng. Và những cái hàng cột bằng gỗ lim nha. Rất là sang trọng luôn và đẹp. Đây, còn đây là bên trong chánh điện nè. Những cái bức tượng ở đây thì được tự nhân thì tạc ra những bức tượng này cũng rất là đẹp luôn á, nhìn rất là sống động. Còn ở dưới sàn á thì được lót sàn gỗ nha. Phía dưới thì Bố thấy một bức tượng nghìn tay nghìn chân này. Còn bên cao thì tượng Phật Tổ nè. Ngôi chùa này thì cũng một trong vào những danh sách cái chùa đẹp của tỉnh Bình Định nha. Còn phía bên sân chùa thì Bố thấy rất là nhiều đoàn du lịch đến đây để tham quan và viếng chùa. Mùa này thì mùa hè nha, mùa du lịch, bà con đến tỉnh Bình Định du lịch cũng rất là đông luôn. Và ghé thăm ngôi chùa này. Hiện tại thì cũng có một anh hướng dẫn viên cũng đang hướng dẫn khách du lịch nha.
Trong ngôi chùa này thì có một cái bức tượng Phật Bà Quan Âm hai mặt. Cái bức tượng này thì lớn nhất Việt Nam này. Tượng Quan Âm hai mặt nha, được tọa lạc trên một đỉnh núi cao. Rồi bộ sẽ ra sau, bộ sẽ quay lại cái bức tượng này, bộ gửi đến cho cả nhà xem. Rất là đẹp nha. Còn phía đây là phía sau chánh điện nè. Những sư thầy ở đây thì cũng trang trí và thiết kế cái sân vườn này rất là đẹp. Còn đây là bức tượng Quan Âm hai mặt lớn nhất Việt Nam nè. Còn đây là mặt trước nè, còn mặt sau nữa nha cả nhà. Đường lên bức tượng Quan Âm Bồ Tát thì đi qua những cái bậc văn cấp bằng đá. Và phía trước thì bộ thấy có một cái nhà thờ nè, được trang trí cũng rất là đẹp nha. Được một cái lư hương mà bằng bê tông giả đồng nè. Hiện tại thì cũng hoa quả cũng có nha. Đường bước vào bên trên tượng Phật Bà Quan Âm thì đi qua những cái bậc tăng cấp bằng đá. Và hai bên thì có hai chú rồng nha. Toàn cảnh khu chùa này thì rất đẹp. Xa xa thì bộ thấy một bức tượng màu xanh tượng Phật Di Lặc nha. Đây nè, đây là tượng Phật Bà Quan Âm nè, đang phổ độ chúng sanh nè. Còn phía dưới thì một cái đài sen được sơn màu đồng cũng rất là bắt mắt nha. Siêu to khổng lồ nha cả nhà. Đứng trên cao thì nhìn xuống toàn cảnh khu chùa và toàn cảnh xã đảo Nhân Lý. Một khung cảnh rất là đẹp. Và bên trên này thì rất là mát mẻ luôn nha. Ngôi chùa này thì cũng có diện tích thì cũng không có rộng, nhưng mà thiết kế thì có rất là nhiều tượng Phật. Và toàn cảnh nhìn từ trên cao thì cũng rất là đẹp nha. Nếu mà cả nhà nào có dịp đến tham quan Yêu Gió thì cũng nên ghé vào ngôi chùa này để tham quan và du lịch nha. Trong chùa này thì có nhiều cái điểm để cả nhà chụp hình cũng lưu niệm nè. Rất là đẹp và tận hưởng cái không khí trong lành trong ngôi chùa này. Còn đây là mặt sau nè, mặt sau của bức tượng Phật Bà Quan Âm nè. Hai mặt nha. Hai mặt tượng, hai mặt Phật Bà Quan Âm, hai mặt lớn nhất Việt Nam. Được tọa lạc tại xã Nhân Hải thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Còn đây hướng nhìn về hướng hướng Bắc nè. Phía sau tượng Phật Bà Quan Âm thì bộ thấy cũng trang trí nhiều cái bức tượng Phật nữa nha. Và thiết kế thì cũng rất là cổ kính luôn. Còn hướng đây là hướng nhìn hướng Bắc nè. Phía trên hướng Bắc thì cũng có cái khu du lịch FLC nè. Cũng đầu tư cũng rất hoành tráng. Cho nên cả nhà đến Nhân Lý, cả nhà du lịch thì cả nhà cũng đừng nên bỏ lỡ đến đây du lịch và tham quan ngôi chùa này nha. Hiện tại ngôi chùa này cũng trong quá trình hoàn thiện và nâng cấp lên nha. Còn phía trên thì cũng có một cái khu rừng rất là siêu to khổng lồ nha cả nhà.
đây là Bửu xin mời cả nhà vào bên trong một cái nhà chứa tro cốt dưới chân của bức tượng Phật Bà Quan Âm 2 mét lớn nhất Việt Nam nha. Trong ngôi nhà này thì chứa khoảng 800 hũ phần hài cốt nè. Phía trong thì cũng rất là thiết kế, cũng rất là ma mị nha. Đây, còn đường vào bên trong này. Bên trong thì rất là nhiều những cái tượng Phật và những cái phần hài cốt của những Phật tử cũng như các sư thầy được đặt trong khu nhà này. Phía trung tâm thì đây nè, còn đây là những cái phần hài cốt nè. Nhưng mà những này thì cũng chưa chứa hết nha, còn nha, còn trống rất nhiều chỗ nha cả nhà. Được làm bằng gỗ không nha. Đây là danh sách nè, danh sách những cái phần hài cốt được an táng trong cái ngôi nhà này nè. Được thiết kế thì đây, đây là quỷ, một quỷ sư rồi đây nè. Cũng tạc tượng thì cũng làm, cũng giả đồng nè. Đồ này, trong này thì toàn bằng gỗ nha cả nhà. Rất cái giá trị luôn nha.